Công an vào cuộc xác minh người đàn ông rút súng dọa bắn vợ sợ người đi đường khi tham gia giao thông. Công an thành phố Bắc Ninh đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc người đàn ông rút vật giống súng ra dọa bắn người đi đường khi tham gia giao thông. Mới đây, mạng xã hội xôn xao vụ việc một người đàn ông rút súng đe dọa người đi đường đoạn qua địa phận cầu Nga, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, nội dung được đăng tải cụ thể, cách đây ít phút ở khu vực cầu Nga Bắc Ninh. Do đường hẹp nên tài xế xe 99A xin vượt không được, đã tìm cách ép tài xế xe, rồi xuống xe rút một vật giống súng quân dụng ra đe dọa tài xế xe không cho vượt. Cùng với đó là đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh người đàn ông trung tuổi ăn mặc lịch sự, nóng nảy bước từ xe ô tô xuống cầm theo vật là súng tiến thẳng về phía sau. Ngay sau đó, người này nhanh chóng quay lại xe ô tô rời đi. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người vô cùng bức xúc, dù chưa biết thực hư khẩu súng trên là giả hay thật. Nhưng sự manh động của người đàn ông khiến không ít người khiếp sợ, mong cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc xác minh liên quan đến vụ việc trên. Chiều ngày 5 tháng 9 trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo công an thành phố Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Bắc Ninh đã lập tức vào cuộc xác minh làm rõ và sẽ thông tin sau.